Hey nha mọi người, mình là Mai Mai nè. Ở bên kênh TikTok của Mai có làm một cái video về chủ đề thăm lại nhà của các bạn nghỉ game á. Và Mai thấy là mọi người vô bình luận rất là nhiều luôn. Rất là nhiều bạn muốn Mai xem lại nhà á. Mai đã gắn bó với Play Together được 2 năm rồi, mà nhìn thấy mấy bạn bỏ game nhiều như vậy á, cũng buồn ha. Cho nên là hôm nay Mai quyết định là sẽ làm video dài tập về chủ đề này luôn nha. Coi như đây là món quà Mai dành tặng cho các bạn nghỉ game, để các bạn có thể nhìn lại kỷ niệm của mình trong Play Together nha. Bạn đầu tiên tên là Yuna. Chị ơi, cho em xem lại ạc cũ được không? Em bị mắc ạc, ốp gần 2 năm rồi. Hột me cute 1980. Rồi, vô luôn nè. Hột me cute 1980. Ôi, bạn này ốp 545 ngày rồi mọi người. Đúng như bạn nói là gần 2 năm luôn rồi á. Bạn đó mặc bộ đồ con ong cute quá nè mọi người. Để xem vô nhà coi nha. Wow, cái màu đèn ấm áp quá nè. Đây có lẽ là nhà hộp giấy đó mọi người. Nhà này khá là nhỏ nhưng mà bạn đó để nội thất rất là nhiều luôn nè, cho nên nhìn nó cũng không có trống trải gì lắm ha. Đây chắc là cái góc chiêu chiêu mà bạn đó ngồi đây uống trà, đồ ăn bánh đồ nè. Qua bên đây thì có cái giường ngủ. Cái giường ngủ đôi nha. Ở trên còn có thêm cái kệ sách nữa. Mà kệ sách để trên đó rồi sao lấy tới ta? Không lẽ mỗi lần lấy là nhảy 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 lên vậy á hả? Dạ hả? Thôi lùng quá thì bỏ đi. Phía bên trên này bạn đó có xây thêm một khu, giống như có vẻ như là chỗ để học tập á. Thấy có cái bàn nhưng mà không có cái ghế. Còn ở phía dưới này có lẽ là cái nhà vệ sinh nè. Sao bạn đó xây nhà vệ sinh mà không có kín đáo gì hết trơn á ta? Rồi rồi, tới công chuyện này. Nhìn cũng mắc cười quá ha mọi người. Ở bên đây thì tự nhiên ở đây có cái tủ bán nước. Ở trong kẹt này thì có thêm một cái bồn rửa mặt nữa. Bước đi qua bên đây thì là cái phòng bếp. Nhưng mà kế bên cái phòng bếp bạn đó để cái bồn tắm mọi người. Sao bồn tắm không để trong nhà vệ sinh lúc nãy mà lại để ở kế bên tủ lạnh ta? Nhìn tổng quan thì nhà bạn này cũng khá là nhỏ nên không có tham quan gì nhiều á. Cho nên bây giờ mình qua nhà của bạn tiếp theo luôn nha. Chị cho em xem lại lúc em ốp gần 1 năm được không? Chị tìm tên Thiên Di Mười rồi tìm tên Như Leo Tháp. Có lẽ là tên bạn này có ký tự đặc biệt cho nên là phải tìm qua một người khác. Rồi, thấy bạn Như Leo Tháp rồi nè. Bạn đó đã ốp được 317 ngày. Đúng là gần 1 năm ha. Không biết tại sao mà bạn đó bỏ game ha mọi người. Bây giờ vô nhà nè. Wow, nhà để màu đèn hơi tối nha. Nhà này là nhà 21k hay sao á. Wow, phía trong này còn quá trời trứng bằng đó chăm nè mọi người. Như ơi, chơi game lại đi, vô mở trứng. Không thôi là tôi đem về nhà hết đó nha. Đùa thôi. Vậy là khu vực này là khu vực bạn chăm bét và để côn trùng ở đây. Để tôi vô phòng này xem có gì nha. À, đây là giường ngủ 2 tầng mọi người. Tầng dưới và tầng trên. Đi lên cầu thang là sẽ lên được cái giường ở trên. Bên đây là một cái bàn học. Bàn học mà để cái thảm nhiều màu quá, nhìn giống như đi bar hay mọi người. Còn đây là chỗ để xem tivi. Sao bạn ấy xem tivi gần quá ha, hại mắt lắm nha Như ơi. Đi qua căn phòng bên đây thì là một cái phòng để đồ mọi người. Một cái phòng để đồ có tủ đồ nè. Còn bên đây là cái bồn tắm. Cái bồn tắm này xinh ha mọi người. Đi lên trên lầu này xem bạn ấy trang trí gì trên đây ha. Nhìn vào là thấy có một cái xích đu nè. Mà lạ lắm, cái xích đu này lạ ở chỗ là khi mà mình không ngồi lên á thì nó đung đưa nè. Còn khi mình ngồi lên thì nó đứng yên mọi người. Phía bên đây bạn ấy để vài cái chậu cây ha. Có cây anh đào quá đẹp luôn. Bên đây có hai chậu mà chưa trồng cây gì hết nè. Rồi để đi qua bên lầu bên kia xem bạn đó trang trí gì ha. À, đây là khu vực ăn uống mọi người ơi. Có quá trời đồ ăn nè, với lại bàn ghế nữa. Nhà của bạn này to nhưng mà chưa kịp trang trí gì nhiều á mà đã nghỉ game rồi. Hy vọng các bạn ấy sẽ quay lại game. Nếu mọi người yêu thích chủ đề này của Mai thì hãy like và đăng ký cho Mai nha. Còn nếu mọi người muốn Mai làm về chủ đề gì hãy bình luận cho Mai biết với. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bye bye mọi người.